Hà Nội, vụ cháu bé 17 tháng tuổi tử vong bất thường tại điểm trông trẻ, tạm giữ hai cô giáo giữ bé. Ngày 3 tháng 3, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội cho biết, Công an huyện Thường Tín đang tạm giữ NTA 30 tuổi và NTL 31 tuổi để tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc bé trai 17 tháng tuổi tử vong. Trước đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thường Tín tiếp nhận thông tin phản ánh có bé trai 17 tháng tuổi bị tử vong khi học tại nhóm trẻ gia đình tự phát tại xã Vạn Điểm. Theo đó, cháu Phạm TĐ được gia đình cho học tại nhóm trẻ gia đình chưa được cấp phép. Nhóm trẻ này do cô A và cô L thành lập hơn một tuần. Hai cô này thuê nhà của ông T ở thôn Vạn Điểm, xã Vạn Điểm để làm địa điểm trông giữ trẻ. Thời điểm xảy ra vụ việc, có 6 cháu đang được trông giữ ở địa điểm tự phát này. Vào ngày 23 tháng 2, mẹ bé trai đến đón con về thì được cô giáo thông báo cháu bé bị ngã. Ngày hôm sau, cháu bé bị xuất hiện tình trạng nôn. Khoảng 10 giờ sáng ngày 26 tháng 3, cô giáo gọi điện cho mẹ cháu nói là D bị nôn 2 đến 3 lần kèm ngất, gọi cháu không tỉnh lại. Sau đó, cô giáo và mẹ cháu D đã đưa cháu đến trạm y tế của xã, được hỗ trợ máy thở, sau đó chuyển tiếp đến bệnh viện nông nghiệp. Cháu bé sau đó được đi cấp cứu tại cơ sở y tế địa phương nhưng tình trạng trở nặng. Bé D lại được chuyển đến bệnh viện Nhi để cứu chữa. Đến chiều muộn ngày 2 tháng 3, cháu bé tử vong. Vụ việc đang được Công an huyện Thường Tín điều tra và làm rõ.